Tôi không tìm Lightbox, Lightbox tìm đến tôi. Nhân dịp vào Sài Gòn ở một tháng nên cô bạn thân Dancer đã tặng mình bộ Atoy ma mị này. Seri kể về Missia và buổi vũ khúc của em trong một dinh thự kỳ quái. Tổng quan cả series là phong cách Gothic Lolita thì các figure được toát lên vẻ huyền bí. Trong một bộ sẽ có 6 mô hình thường, một em Secret và một em Super Secret. Ok, cùng mình thử vận may với hộp đầu tiên nhá. Bias của mình trong bộ này chính là Hakuya, cái em ở trên vỏ hộp ý. Umbala, chuột rồi. Em này là Carlos, sở hữu mái tóc xanh bạc ombre với tạo hình của khuôn mặt, tai và đuôi như một chú cáo ấy. Thẻ bài cũng mang phong cách cổ điển và cực ma mị. Một trong những điểm mà mình ấn tượng nhất về series này đó chính là các mô hình rất to và chắc chắn. Nhưng điểm trừ lại là chỗ bóc hộp khi không có những cái đường xé ra như của bên Popmart hoặc là 52 Toys. Và có lẽ tinh thần Gothic Lolita được thể hiện rõ nét nhất trên cái fix này khi bày diện một chiếc váy bồng xòe với các điểm nhấn là chi tiết đều nhún ở cổ và đeo găng tay. Các màu chủ đạo đỏ đen trắng đã khiến trang phục thêm phần bí ẩn. Và em ý cũng chính là bias thứ hai của mình. Tay mình vẫn khôi nhưng đầu lại đang nghĩ xem đặt mấy em này ở đâu đây. Trong cái clip trước mọi người có hỏi mình là nếu mà trưng bày ở phòng khách thì không sợ mấy nhóc tì hàng xóm sang quậy à? Thì câu trả lời của mình là không nhá. Đấy, lại chuột bias nhưng mà tạo hình Fitari này cũng rất dễ thương. Em sở hữu mái tóc vàng được búi củ tỏi và nhấn nhá với một chiếc nơ siêu to khổng lồ. Chân váy thì bồng bềnh như một đám mây trắng muốt. Chết tịch, chúng bias mà lại quên không ấn quay mới chết tịch. Mà thôi không sao, tự nhiên lại có một cảnh riêng khá là khác so với những tạo hình còn lại khi Hakuya lại mang một màu sắc rất là sáng. Em ý sở hữu mái tóc bạc ombre hồng, diện váy hồng, mũ hồng, tất cả đều là màu hồng. Nhìn chung tạo hình của cả bộ khá là lạ mắt. Cảm ơn cô bạn Dancer nha. Và mình nhận ra là cái figure thứ 5 nó không bóng bẩy như 4 cái figure kia. Mà em ý được phủ nhám không hiểu là có ý đồ gì không nhở. Tên của em ý là Ceremony. Mái tóc xoăn ngang vai toát lên vẻ cổ điển. Ở trên đầu thì không kẹp nơ nữa mà là một chiếc kẹp tóc hình quân bích. Cuối cùng thì giây phút này cũng đã đến. Không biết là có bóc trúng Secret không đây. Trong series này thì tạo hình của cả hai bé Secret đều mang màu sắc rất là tối và hơi creepy một chút nhá. Và figure cuối cùng chính là Irella, một bé Missia trong tạo hình chú thỏ xanh. Trông cũng khá là đáng yêu đấy chứ nhở. Vậy là đã unbox xong cả 6 hộp và chúng ta không có Secret. Secret quan trọng đến thế sao? Mình thấy cả set này cũng rất là xinh mà. Còn bạn ấn tượng với tạo hình nào nhất comment cho mình biết với nha. Tập hộp Blindbox School Panda Action Cut của mình nha. Mình thì mới sai chân vào bộ môn Blindbox thôi nhưng cực ấn tượng với nhân vật School Panda. Series này ra mắt cũng khá lâu rồi nhưng mình thích điện ảnh và tạo hình đậm chất cổ điển của cả set. Mỗi figure trong bộ này sẽ liên tưởng đến một nhân vật trong các bộ phim nổi tiếng. Ok, cùng đến với hộp đầu tiên nha. Mình sẽ cố không đọc thẻ trước khi bóc để tăng thêm phần hồi hộp. Và em đầu tiên chính là chú bảo an ham ăn. Có phụ kiện kèm theo là bình xịt chuột, một tay thì đang cầm hamburger cắn dở, đôi mắt lơ đễnh lấp ló sau cặp kính đen gọng tròn classic. Theo lời đồn thì tạo hình này mô phỏng về nhân vật trong phim Leon nhưng ở đây hint vẫn chưa rõ ràng lắm. Cơ mà bí mật sẽ được bật mí ở một cái fix mình bóc về sau nhá. Em thứ hai là diễn viên đóng thế với mái tóc xanh hởi lai vàng, trang phục workwear khỏe khoắn, sau lưng đeo ống dẫn nước. Toàn bộ chi tiết từ phụ kiện đến thẻ đều hướng đến một vụ bu. Thực sự thì mình chưa nghĩ ra bộ phim nào có nhân vật này. Em thứ ba vừa mở ra đã biết ngay là Stand-in rồi. Cái fix này mô phỏng lại nhân vật Jack trong Titanic với mái tóc nâu và trang phục sơ mi phối quần yếm. Phụ kiện đi kèm là một tảng băng để em mình ngồi lên, mắt nhắm nghiền vì bị tuyết phủ kín đầu. Mình sẽ cố định tuyết bằng cái cục tròn tròn này. Khuôn mặt buồn cực cơ mà nỗi buồn chưa kịp vơi thì niềm vui đã tới. Quay trở lại với chiếc hộp thứ 5 nào. Em School Panda thứ 5 là cô bảo trì cấu kỵ. Em này diện bộ đồ màu vàng, tay thì cầm clay, đôi mắt khó đăm đăm luôn. Rất là giống nhân vật chính trong phim Kill Bill. Và chiếc hộp số 6 có liên kết đến cái figure đầu tiên nha. Em School Panda trong tạo hình này có mái tóc bóp mái ngang, khoác bomber jacket mang theo thùng đồ ăn. Và chẳng hiểu sao đồ ăn chỉ toàn là bánh mì. Đồng hành với em còn có một chiếc pet nữa. Và em ý rất giống nhân vật Matilda trong phim Leon. Trên thẻ còn có hình của chú bảo an Haman nữa. Nên việc đồn đoán hai fix này có liên quan đến nhau cũng hợp lý mà. Vui hộp số 7 mới thấy phụ kiện đã đoán ngay là bóc trúng diễn viên hài. Em School Panda này có tạo hình chú hề và mái tóc xanh phá cách. Khuôn mặt của em rất là buồn, được che giấu bởi khuôn miệng nhoẻn cười khiến mình liên tưởng ngay đến nhân vật Joker. Em này còn có một con rối làm bạn nữa. Tiếp theo là hộp số 8. Bé School Panda này là Rising Star, cũng chính là bias của mình. Tạo hình của em hao hao nữ chính trong phim Breakfast at Tiffany khi khoác lên chiếc váy đen cùng phụ kiện ngọc trai thanh lịch ở cổ và tóc, nhưng vẫn giữ được nét tinh nghịch đặc trưng của School Panda với chiếc quần chip có hình trái
trái tim được in ở mông. X-9 chắc là tạo hình nhiều người yêu thích nhất. Trái nét kiêu kỳ y như Daisy trong phim The Great Gatsby. Riêng bé này có thể tháo rời và lắp ráp, tiếng cạch cạch nghe rất vui tai. Em có mái tóc vàng, mặc váy hồng cùng phụ kiện lông vũ cài trên đầu, không lệch đi đâu được. Độ bóng bẩy và đường ánh sáng đi trên mô hình cũng khá tinh xảo. Ngoài chân đứng thì em này có thêm một chiếc điện thoại màu hồng nữa. Rồi tới hộp số 10, vừa bóc vừa cầu mong là Leading Man luôn á. Nhưng em School Panda này lại là diễn viên quần chúng với tạo hình tinh nghịch nhất cả bộ. Đã mặc bỉm rồi sau mông còn dắt theo một cái đùi gà nữa chứ. Tay thì cầm kịch bản drama rồi là đã thuộc chưa. Trên đầu còn mọc lá trông ngốc cực, có ai biết đây là nhân vật nào không? Tới khúc này là mình run lắm rồi. Xin hãy là Leading Man đi mà. Nữ chính sao mà thiếu nam chính được. Thôi xong, nhìn phụ kiện đã đoán ngay đây là Afternoon Beauty rồi. Cơ mà em này cũng xinh xắn với phong cách đượm nét retro, mặc váy chấm bi, đeo ruy băng đỏ, tóc búi cổ điển. Phụ kiện là thảm picnic với họa tiết trái tim, tách và ấm trà, túi sách so cute. Mình thì không biết chính xác nhân vật mà em này mô phỏng, nhưng cái vibe cứ kiểu phim Alice in Wonderland ý. Đến hộp số 12 rồi mọi người ơi, hồi hộp đến phút cuối cùng và là Little Man. Em ý trông rất là sang, mái tóc vàng giống nữ chính, mặc suit kẻ sọc cực bảnh, cổ đeo khăn, tay thì đong đưa ly rượu. Rất ghê cơ. Phụ kiện cũng là một chiếc điện thoại giống nữ chính luôn. À mà chi tiết hoa nở phía sau đầu em ý khiến mình ấn tượng nhưng không hiểu nghĩa là gì. Có bạn nào biết không, comment cho mình biết với nhá. Và đây là toàn cảnh đoàn làm phim của mình. Thiếu em Fashionable Club Blotter nhưng không sao. Mình sẽ đặt mấy em này ở phòng khách để trang trí nhà thêm phần sinh động. Bạn nghĩ sao về series này? Secret, tôi lại bốc chúng Secret rồi sao? Sài Gòn nóng quá đi thôi, hôm nay cùng mình đi trốn trong rừng và thưởng thức một bữa tiệc trà ngọt ngào qua series Emma Foresty Party. Set này cũng ra mắt khá lâu rồi đấy, nhưng các bạn đã biết câu chuyện thú vị đằng sau đó chưa nhỉ? Tạo hình của các bé trong set này được lấy cảm hứng từ các món ăn và thức uống trong những buổi tiệc trà. Em đầu tiên mà mình khui được là Jellybean, sở hữu visual ngọt ngào đúng như tên gọi. Nếu các bạn để ý thì nhân vật Emma thường mặc những chiếc váy bồng xòe vô cùng điệu đà và nữ tính. Bộ này mình còn tới 3 bài hát lặn mà lúc trước lại không ấn tượng lắm. Tự nhiên một sáng tỉnh dậy lại bị hạ gục bởi vẻ đẹp kẹo ngọt. Trời ơi, mới khu vực thứ hai mà đã trúng bài hát. Khui đã khởi sắc như thế này cơ mà, liệu có trúng Secret không đây? À, hôm trước mình vừa mới tìm hiểu thì series này hòa lại bối cảnh của một khu rừng nằm ở phía đông, nơi có rất nhiều thiên thần hộ mệnh sinh sống và tên của họ là Emma. Trời ơi, cái em Vanilla Cake này càng nhìn càng thấy cưng luôn. Chỉ vì cái bà này mà hôm nay tôi mặc áo trắng giống bà ở đây. Trong khu rừng bí ẩn nơi mà các thiên thần hộ mệnh Emma ẩn náu thì họ luôn bảo vệ nhau và duy trì sự cộng sinh hài hòa khi thời gian trôi qua, kể cả khi các vì sao có rơi xuống. Trời ơi, khúc này mình tưởng mình bốc được Secret, ai dè cầm lộn thế. Hôm nay mình đổi gió unboxing dưới nắng mới cảm nhận được sự tinh xảo của mấy em Emma này. Cái lớp sơn ánh nhũ kết hợp cùng màu sắc pastel cực kỳ bắt mắt luôn. Ở em Emma này thì mình ấn tượng nhất là cái sừng giống kỳ lân nhá. Và để bước chân vào khu rừng bí mật này, bạn phải sở hữu một linh hồn thuần khiết, quả là một nơi đặc biệt đúng không? Em thứ năm mà mình khui tên là Black Velvet. Thì rất là ma mị ở quần hút. Em bí khá là khác với những bạn còn lại khi mặc trang phục bằng nhung đúng như tên của em. Đây cũng chính là bias thứ hai của mình. Nhưng mà thuần khiết chưa phải là tất cả. Nếu đủ may mắn, bạn sẽ tìm thấy thần hộ mệnh Emma và khi ấy mới có thể đi vào khu rừng bí mật. Ở đây thì mình cùng nhau gặp bé Strawberry nha. Ngoài trang phục màu đỏ bắt mắt thì mình khá ấn tượng với cặp sừng như một chú hươu nhỏ trên đầu của em. Đấy, một trong những cái hay của Atoll là càng tìm hiểu càng lạ. Ban đầu có thể không ấn tượng hoặc thích thích vì thẩm mỹ thôi, nhưng mình đoán rằng ai cũng có những cái rung động riêng sau khi tìm hiểu. Cái em thứ bảy này có tên khá là lạ. Với các bạn chưa biết thì Strawberry là một món tráng miệng độc đáo được tạo nên bởi trái cây trộn siro và nước, sau đó đông đá rồi xay nhuyễn. Rùa của bé này ngọt ngào và mát mắt như tên gọi của em ý vậy. Ê, có ai giống mình không? Lúc khui siêu bà cứ phải sờ sờ nắn nắn như thế này, thói quen của những con yện. Tên của bé này là Sandwich, nhưng phối màu lại rực rỡ chứ không phải tông be như mình tưởng tượng. Quá là ngọt rồi. Chẳng hy vọng sẽ trúng Secret trong trò chơi Atoll này nữa đâu, nhưng ít nhất mình sẽ trúng em bias thứ ba. Em này chắc chắn là bias quốc dân đây. Màu hồng pastel đã xinh rồi mà trang phục còn nhắn nhá với trái tim nữa chứ. Dễ thương vậy ai mà chịu nổi. Quay trở lại khu rừng bí mật, một khi bạn đã gặp được thần hộ mệnh Emma và bước chân sâu vào trong đó, bạn sẽ thấy họ đang tổ chức một bữa tiệc trà. Alice trong thế giới cổ tích, một series siêu cấp dễ thương đến từ nhà MJ Studio, ra mắt ngay trước thềm trung thu. Bạn đời mình còn tưởng cái series này được remake dựa trên Alice in Wonderland cơ, nhưng mà thực ra không phải đâu. Với cảm hứng từ cổ tích thì các figure trong bộ này là một nhân vật từ hoàng gia cho tới tầng lớp thấp kém hơn trong xã hội. Mình đảm bảo là các bạn sẽ biết những nhân vật này bởi vì nó rất là quen thuộc luôn ý. Và nhân vật đầu tiên mà mình bóc được đó chính là nàng Bạch Tuyết. Theo cảm nhận ban đầu của mình thì mô hình khá là giống với nguyên tác vì em ý cũng có mái tóc đen, mặc trang phục là váy choàng xanh với nơ đỏ và điểm nhấn là vương miệng màu vàng. Không liên quan, nhưng mà mới khui hộp đầu tiên mình đã cảm nhận được sự nâng cấp visual rõ rệt của MJ Studio so với những phiên bản Emma trước. Chỉ cần nhìn nhân vật chủ đề trên vỏ hộp đã thấy xinh lung linh như là thủy thủ
chúa mặt trăng rồi. Nhưng thực ra em ấy lại là Snow Queen, bà chúa tuyết. Câu chuyện cổ tích này là tác phẩm thứ 68 trong sự nghiệp sáng tác của Andersen và tạo hình nhân vật thì xoay quanh hai màu trắng và xanh, gợi nhắc về băng và tuyết. Trong cute phô mai que thì thôi, nhưng mà tay em ấy đang cầm một cây quyền trượng cực kỳ quyền lực ấy nha. Không biết các bạn thế nào nhưng mà mình rất không thích cái chi tiết cặp sừng của Emma ở những phiên bản trước, nhưng cái series này thì rất đáng để sưu tầm. Và nhân vật thứ ba chính là một cậu trai tên là Hoàng tử bé. Trong các poster phim Hoàng tử bé thì chúng ta thường thấy nhân vật này luôn xuất hiện cùng một chú cáo đúng không? Còn ở đây thì chú cáo và Hoàng tử bé đã cùng hòa vào thành một tạo hình chứ không tách rời chú cáo như một phụ kiện đi kèm nữa. Khúc này mình giả bộ lắc lắc tỏ ra nguy hiểm thế thôi, chứ nhân vật thứ tư chắc chắn gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Cô bé quàng khăn đỏ, trang phục không có gì phải bàn rồi đúng không? Quá giống. Cơ mà chất liệu của em này là bóng chứ không nhám như mấy phía trước, đúng kiểu kẹo ngọt đáng yêu ấy. Ngày xưa mình cũng chẳng nhớ là đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần chuyện cô bé quàng khăn đỏ nữa, quá là kinh điển. Và figure thứ năm là một trong hai tạo hình mà mình ấn tượng nhất ở bộ này, cô bé lọ lem Cinderella. So với nguyên tác thì mô hình này hơi khác một chút. Ngoài vương miệng ra thì em ấy còn đội khăn trùm và gáy hoa trông như là một lễ cưới. Và thực sự thì đoạn này mình chưa hiểu ý tưởng lắm nha. Và trong một thế giới cổ tích nhiệm màu thì làm sao thiếu đi được nàng tiên? Và khi nhắc đến nhân vật này thì chúng ta thường tưởng tượng ra những đốm sáng lân tinh có thể di chuyển trong không gian, nhưng khi đến gần hơn thì trông cô ấy rất hồng hào và hạnh phúc. Có thể nói tạo hình lần này của MJ Studio lột tả khá sinh động với nhân vật khi điểm xuyết đôi cánh tiên cùng với vòng hoa đội trên đầu, làm mình tưởng tượng ra mấy cảnh cô tiên bay 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 ở trong rừng. Và tạo hình thứ bảy là một nhân vật khá là lạ đối với mình chưa từng nghe qua cái tên Xuân Ca và nụ hồng đỏ. Nhưng theo cảm nhận cá nhân về mô hình thì em này khá là tối khi được họa trong tông đen và tông tím, trước ngực thì ôm một bông hồng, còn trên đầu thì có trái tim. Đây chính là hai chi tiết cực kỳ buồn trong câu chuyện này nha các bạn. Màu đỏ của trái tim được tạo nên bởi chim Xuân Ca đã hát suốt đêm dưới ánh trăng. Trong video thì mình không thể kể hết được nên các bạn có thể tìm đọc thêm nhá. Đến bốc cuối cùng rồi và mình không trúng secret các bạn ơi. Nhưng mà đây cũng là một nhân vật rất dễ thương, cô bé bán diêm. Trang phục của em ấy khá là giống nguyên tác khi mà giữ nguyên màu xanh lá cây. Bàn tay thì đang nắm chặt que diêm kìa, mắt nhắm nghiền trông buồn ơi là buồn. Ê nhưng mà trong bộ này nhân vật nào cũng nhắm mắt và khóc ý. Bên còn lại thì có hình trái tim nằm ở dưới mí, mình thực sự không hiểu ý tưởng các bạn ơi. Vậy là thế giới cổ tích vẫn không hề hoàn hảo và trọn vẹn như chúng ta vẫn nghĩ đúng không? Là bộ Blindbox School Panda Action Cut của mình nha. Mình thì mới sai chân vào bộ môn Blindbox thôi, nhưng cực ấn tượng với nhân vật School Panda. Series này ra mắt cũng khá lâu rồi, nhưng mình thích điện ảnh và tạo hình đậm chất cổ điển của cả set. Mỗi figure trong bộ này sẽ liên tưởng đến một nhân vật trong các bộ phim nổi tiếng. Ok, cùng đến với hộp đầu tiên nha. Mình sẽ cố không đọc thẻ trước khi bóc để tăng thêm phần hồi hộp. Và em đầu tiên chính là chú Bảo An ham ăn, có phụ kiện kèm theo là bình xịt chuột, một tay thì đang cầm hamburger cắn dở, đôi mắt lơ đễnh lấp ló sau cặp kính đen gọng tròn classic. Theo lời đồn thì tạo hình này mô phỏng về nhân vật trong phim Leon, nhưng ở đây hint vẫn chưa rõ ràng lắm. Cứ mà bí mật sẽ được bật mí ở một cái fix mình bóc phía sau nhá. Em thứ hai là diễn viên đóng thế với mái tóc xanh hải lai vàng, trang phục workwear khỏe khoắn, sau lưng đeo ống dẫn nước. Toàn bộ chi tiết từ phụ kiện đến thẻ đều hướng đến một vụ bu. Thực sự thì mình chưa nghĩ ra bộ phim nào có nhân vật này. Em thứ ba vừa mở ra đã biết ngay là Stand-in rồi. Cái fix này mô phỏng lại nhân vật Jack trong Titanic với mái tóc nâu và trang phục sơ mi phối quần yếm. Phụ kiện đi kèm là một tảng băng để em mình ngồi lên, mắt nhắm nghiêng vì bị tuyết phủ kín đầu. Mình sẽ cố định tuyết bằng cái cục tròn tròn này. Khuôn mặt buồn cực cơ mà, nỗi buồn chưa kịp vơi thì niềm vui đã tới. Cái đoạn này gửi cảm xúc đang dâng trào phải quay trực tiếp luôn. Bây giờ mình đi bóc em stick right này cho mọi người coi nhé. Em muốn không? Anh định cai nghiện rồi. Rất là giống nhau. Trên này mình sẽ có một quyển gọi là kịch bản drama. Bây giờ mình sẽ lắp vào đây. Drama. Bây giờ lại thấy có một đạo diễn à? Ok ok. Quay trở lại với chiếc hộp thứ năm nào. Em School Panda thứ năm là cô bảo trì cấu kỉnh. Em này diện bộ đồ màu vàng, tay thì cầm clay, đôi mắt khó đăm đăm luôn, rất là giống nhân vật chính trong phim Kill Bill. Và chiếc hộp số 6 có liên kết đến cái figure đầu tiên nha. Em School Panda trong tạo hình này có mái tóc bốc mái ngang, khoác bomber jacket, mang theo thùng đồ ăn, và chẳng hiểu sao đồ ăn chỉ toàn là bánh mì. Đồng hành với em còn có một chiếc pet nữa, và em ý rất giống nhân vật Matilda trong phim Leon. Trên thẻ còn có hình của chú bảo an Haman nữa, nên việc đồn đoán hai fix này có liên quan đến nhau cũng hợp lý mà. Khui hộp số 7 mới thấy phụ kiện đã đoán ngay là bóc trúng diễn viên hài. Em School Panda này có tạo hình chú hề và mái tóc xanh phá cách. Khuôn mặt của em rất là buồn, được che giấu bởi khuôn miệng nhoẻn cười khiến mình liên tưởng ngay đến nhân vật Joker. Em này còn có một con rối làm bạn nữa. Tiếp theo là hộp số 8. Bé School Panda này là Rising Star, cũng chính là bias của mình. Tạo hình của em hao hao nữ chính trong phim Breakfast at Tiffany khi khoác lên chiếc váy đen cùng phụ kiện ngọc trai thanh lịch ở cổ và tóc, nhưng vẫn giữ được nét tinh nghịch đặc trưng của School Panda với chiếc quần chip có hình trái tim để in ở mông. Em số 9 chắc là tạo hình nhiều người yêu thích nhất, cái nét kiêu kỳ y như Daisy trong phim The Great Gatsby. Riêng bé này có thể tháo rời và lắp ráp, tiếng cạch cạch nghe rất vui tai. Em có mái tóc vàng, mặc váy hồng cùng phụ kiện lông vũ cài trên đầu, không lệch đi đâu được. Độ bóng bẩy và đường ánh sáng đi trên mô hình cũng khá tinh xảo. Ngoài chân đứng thì em này có thêm một chiếc điện thoại màu hồng nữa. Rồi tới hộp số 10, vừa bóc vừa cầu mong là Leading Man luôn á. Nhưng em School Panda này lại là diễn viên quần chúng với tạo hình tinh nghịch nhất cả bộ, đã mặc bỉm rồi sau mông còn dắt theo một cái đùi gà nữa chứ. Tay
thì cầm kịch bản drama rồi là đã thuộc chưa? Trên đầu còn mọc lá trông ngốc cực, có ai biết đây là nhân vật nào không? Tới khúc này là mình luôn lắm rồi. Xin hãy là leading man đi mà. Nữ chính sao mà thiếu nam chính được? Thôi xong, nhìn phụ kiện đã đoán ngay đây là afternoon beauty rồi. Cơ mà em này cũng xinh xắn với phong cách đượm nét retro, mặc váy chấm bi, đeo ruy băng đỏ, tóc búi cổ điển. Phụ kiện là thảm picnic với họa tiết trái tim, tách và ấm trà, túi xách so cute. Mình thì không biết chính xác nhân vật mà em này mô phỏng, nhưng cái vai cứ kiểu phim Alice in Wonderland ý. Đến hộp số 12 rồi mọi người ơi, hồi hộp đến phút cuối cùng và là Leading Man. Em ý trông rất là sang, mái tóc vàng giống nữ chính, mặc suit kẻ sọc cực bảnh, cổ đeo khăn, tay thì đong đưa ly rượu. Ghê ghê cơ. Phụ kiện cũng là một chiếc điện thoại giống nữ chính luôn. À mà chi tiết hoa nở phía sau đầu em ý khiến mình ấn tượng nhưng không hiểu nghĩa là gì. Có bạn nào biết không, comment cho mình biết với nhá. Và đây là toàn cảnh đoàn làm phim của mình. Thiếu em fashionable club blogger nhưng không sao. Mình sẽ đặt mấy em này ở phòng khách để trang trí nhà thêm phần sinh động. Bạn nghĩ sao về series này? Một bộ ảnh toy dành riêng cho các sneakerhead, passport, working boy. Series này ở Việt Nam thì các bạn không chuộng lắm, nhưng mà với một đứa xuất phát từ cây viết thời trang như mình lại cực respect cái vẻ streetwear bụi bặm của bộ này. 12 mô hình khiến mình liên tưởng đến quá trình làm ra một đôi sneaker mà mỗi em lại đảm đương một vị trí. Em đầu tiên mà mình khui được có tên là Rolly, anh em song sinh của Semo mà mình sẽ khui ở phía sau đó. Điểm khác biệt khiến mình ấn tượng ở Basbon là cái visual biếm họa với đôi môi, bàn tay và bàn chân to đùng, trông dễ thương cực ý. Phụ kiện đi kèm của Rolly là hai tấm ván trong suốt có in logo của Popmark và tên tác giả để em ý đu lên, nhưng mà sao trông cái tướng bướng bỉnh lười làm quá ta. À mà trong bộ này mình bias Rover nhất, cái em mà cầm dây giày ý. Mặc dù mua full bộ nhưng mà cái cảm giác hồi hộp nó vẫn không hề mất đi nha các bạn ơi. Em thứ hai mà mình khui được có tên là Bloom, mà trong tiếng Anh thì Bloom có nghĩa là nở rộ. Tay em ý còn cầm một cây bút vẽ, khuôn mặt thì rất đăm chiêu nên mình nghĩ Bloom chính là người lên ý tưởng thiết kế cho một mẫu sneaker trong xưởng Basbon. Ngồi tạm ở đây nha, để xem em thứ ba sẽ là nhân vật nào đây. Lắc lắc một hồi thấy kêu dữ, chắc chắn là em này có phụ kiện. Và em thứ ba chính là Xi, cô nàng cầm kèo với mái tóc hồng. Mình đoán Xi đảm nhiệm vị trí cắt may trong xưởng giày sau khi đã có một bản thiết kế sneaker hoàn chỉnh. Trông em ấy cầm cây kéo to và điệu nghệ thế cơ mà. Mà mình để ý nãy giờ mấy em này mặc quần áo y chang nhau nha. Đúng kiểu trang phục workwear của công nhân ý. Em thứ tư là một bé gái tinh nghịch có tên Really. Đầu em đội mũ mini, tóc dài tết bím, tay cầm mũi khoan, lại còn đeo kính bảo hộ nữa chứ. Trông vừa điệu vừa nghịch yêu cực. Ở bên hông còn đeo một cái túi fanny bag đậm chất đường phố chưa. Từ nãy đến giờ các bạn có để ý trên ta các nhân vật đều có chữ X làm dấu không? Mình nghĩ đây là một cái signature của tác giả, kiểu như là để đánh dấu nhân vật ý. À ha, Semo đây rồi, anh em song sinh với Rolly. Mình gọi là anh em song sinh vì hai bé này có phụ kiện giống nhau ấy, là hai tấm ván trong suốt. Nhưng mà cái thế của Semo là trèo lên nha, còn Rolly thì trông lười lắm, chỉ đu lên thôi. Nhưng mà chỗ này mình thắc mắc đó là tại sao lại làm hai mô hình với cái thế và phụ kiện giống nhau ta? Điểm trùng hợp là lại còn đứng thẳng hàng nhau nữa chứ, không biết có chủ ý gì không đây. Chờ mãi cũng được gặp Bias Rover rồi mọi người ơi. Lý do mà mình thích em này nhất đó là chất liệu siêu chân thực. Mô hình thì vẫn mặc đồng phục giống các bạn thôi, nhưng mà phụ kiện của em ý là một cái dây giày thật luôn mọi người ơi. Thế nên Rover rất ra dáng một thợ giày thủ công chuyên nghiệp. Công việc của em ý là kiểm tra chi tiết giày, lại còn đeo bao tay nữa kìa. Càng nhìn càng thấy yêu. Để xem em số 7 có ra secret không nha. Ta-da, không ra secret nhưng mà ra nhân vật chủ đề các bạn ơi. Số 7 đúng là kỳ lạ nhở. Đây là Kabi, em ý không có phụ kiện gì cả. Cái tướng ngầu thế này chắc là làm sếp rồi, kiểu như quản lý xưởng giày Basbon ý. Đúng kiểu mỗi lúc trách một tí nên quần áo mới dính sơn chút thôi. Em số 8 là một nhân vật khá đặc biệt nhé mọi người ơi. Thứ nhất là vì em ấy không mặc đồng phục giống các em trước, mà diện áo hoodie, quần jean, đầu thì đội mũ beanie trông ngầu cực. Các bạn có thấy cái tướng thảnh thơi không? Đang ngồi đấy, có phải làm việc gì đâu. Chưa hết nha, phụ kiện của em ý là một cái ghế nữa cơ, đúng kiểu ngồi chơi xơi nước rồi. Ê mọi người có thấy cái ghế này giống ghế ngồi trà đá vỉa hè ở Việt Nam không? Nhìn cái gì cũng bé xíu trông buồn cười lắm ý. Nhân vật vừa rồi mình xin mạn phép đoán là khách hàng. Còn nhân vật thứ 9 sẽ là một cô gái cực cá tính nhé mọi người ơi. Em này tên là Orange, đúng như tạo hình của em ý luôn. Từ đầu đến chân cái gì cũng màu cam hết, từ tóc, môi, áo cho đến giày sneaker luôn này. Nhìn tóc ombre cũng thấy ham, không biết Tết này có nên nhuộm không ta. Em này thì có hai phụ kiện lận, một cái loa và một cái thang. Nom thì giống người giám sát, có vai trò đốc thúc các thành viên trong xưởng giày làm việc. Nhìn cái dáng và khuôn mặt dữ dằn chưa. Sau Orange sẽ còn một nhân vật nữ nữa, nhưng mà chưa phải là mô hình thứ 10. Em thứ 10 tên là Penny. Mình đoán em ý là thợ kỹ thuật vì trên tay đang cầm dụng cụ chuyên dụng kìa. Kèm theo đó là một hộp đồ nghề
nghề nữa chứ. Ngoài làm giày thì việc máy móc vận hành trơn tru cũng là một điều rất quan trọng trong một xưởng sản xuất. Penny chọn mũ bucket và giày sneaker tông xoẹt tông với áo khoác để thể hiện cái chất đường phố bụi bặm qua trang phục. Và nhân vật thứ 11 chính là cô gái cuối cùng trong series này nha mọi người ơi. Đây chính là Purple và cái túi siêu không hiểu sao lại to nhất cả bộ, phải to gấp đôi luôn ý. Chiếc outfit này quá đỉnh, nếu như cái áo bèo nhún điệu điệu thì jumpsuit jean, giày guốc bút và tóc búi lại đem đến vẻ ngoài bụi bặm khỏe khoắn. Hồi hộp xỉu luôn, không biết box cuối cùng có trúng secret không nữa. Và không trúng thì cũng chẳng sao vì bộ này em nào mình cũng mê hết. Bé cuối cùng tên là Montana, một nghệ sĩ graffiti đích thực. Bởi vì em ấy đang cầm một lọ sơn, trên tay còn lại thì đang giữ bản vẽ mẫu. Dường như Montana sẽ thực hiện lại mẫu vẽ này lên giày sneaker. Quá nghệ. Nếu như theo dõi tác giả thì các bạn sẽ thấy anh ấy rất là giống các mô hình Basketball của mình. Và ai sẽ làm vị trí gì trong sườn giày Basketball để tạo nên một đôi sneaker hoàn chỉnh, mình sẽ dừng lại concept và kể trong video tiếp theo nha. Bye bye. Secret, tôi lại bốc trúng secret rồi sao? Sài Gòn nóng quá đi thôi, hôm nay cùng mình đi trốn trong rừng và thưởng thức một bữa tiệc trà ngọt ngào qua series Emma Foresty Party. Set này cũng ra mắt khá lâu rồi đấy, nhưng các bạn đã biết câu chuyện thú vị đằng sau đó chưa nhỉ? Tạo hình của các bé trong set này được lấy cảm hứng từ các món ăn và thức uống trong những buổi tiệc trà. Em đầu tiên mà mình khui được là Jellybean, sở hữu visual ngọt ngào đúng như tên gọi. Để các bạn để ý thì nhân vật Emma thường mặc những chiếc váy bồng xòe vô cùng điệu đà và nữ tính. Bộ này mình còn tới 3 bias lận mà lúc trước lại không ấn tượng lắm. Tự nhiên một sáng tỉnh dậy lại bị hạ gục bởi vẻ đẹp kẹo ngọt. Trời ơi, mới khu hợp thứ hai mà đã trúng bay á. Vừa khui đã khởi sắc như thế này cơ mà, liệu có trúng secret không đây? À, hôm trước mình vừa mới tìm hiểu thì series này hoạt lại bối cảnh của một khu rừng nằm ở phía đông, nơi có rất nhiều thiên thần hộ mệnh sinh sống và tên của họ là Emma. Trời ơi, cái em Vanilla Cake này càng nhìn càng thấy cưng luôn. Chỉ vì cái bà này mà hôm nay tôi mặc áo trắng giống bà ở đây. Trong khu rừng bí ẩn nơi mà các thiên thần hộ mệnh Emma ẩn náu thì họ luôn bảo vệ nhau và duy trì sự cộng sinh hài hòa khi thời gian trôi qua, kể cả khi các vì sao có rơi xuống. Trời ơi, khúc này mình tưởng mình bốc được secret, ai dè cầm lộn đấy. Hôm nay mình đổi gió unboxing dưới nắng mới cảm nhận được sự tinh xảo của mấy em Emma này. Cái lớp sơn ánh nhũ kết hợp cùng màu sắc pastel cực kỳ bắt mắt luôn. Ở em Emma này thì mình ấn tượng nhất là cái sừng giống kỳ lân nhá. Và để bước chân vào khu rừng bí mật này, bạn phải sở hữu một linh hồn thuần khiết, quả là một nơi đặc biệt đúng không? Em thứ năm mà mình khui tên là Black Velvet. Thì rất là ma mị ở quần hút. Em bí khá là khác với những bạn còn lại khi mặc trang phục bằng nhung đúng như tên của em. Đây cũng chính là bias thứ hai của mình. Nhưng mà thuần khiết chưa phải là tất cả. Nếu đủ may mắn, bạn sẽ tìm thấy thần hộ mệnh Emma và khi ấy mới có thể đi vào khu rừng bí mật. Ở đây thì mình cùng nhau gặp bé Strawberry nha. Ngoài trang phục màu đỏ bắt mắt thì mình khá ấn tượng với cặp sừng như một chú hươu nhỏ trên đầu của em. Đấy, một trong những cái hay của Atoll là càng tìm hiểu càng lạ. Ban đầu có thể không ấn tượng hoặc thích thích vì thẩm mỹ thôi, nhưng mình đoán rằng ai cũng có những cái rung động riêng sau khi tìm hiểu. Cái em thứ 7 này có tên khá là lạ. Với các bạn chưa biết thì Strawberry là một món tráng miệng độc đáo được tạo nên bởi trái cây trộn siro và nước, sau đó đông đá rồi xay nhuyễn. Rùa của bé này ngọt ngào và mát mắt như tên gọi của em ý vậy. Ê, có ai giống mình không? Lúc khui siêu bà cứ phải sờ sờ nắn nắn như thế này. Thói quen của những con yện. Tên của bé này là Sandwich, nhưng phối màu lại rực rỡ chứ không phải tông be như mình tưởng tượng, quá là ngọt rồi. Chẳng hy vọng sẽ trúng secret trong trò chơi Atoll này nữa đâu, nhưng ít nhất mình sẽ trúng em bias thứ 3. Em này chắc chắn là bias quốc dân đây. Màu hồng pastel đã xinh rồi mà trang phục còn nhắn nháo với trái tim nữa chứ. Dễ thương vậy ai mà chịu nổi. Quay trở lại khu rừng bí mật, một khi bạn đã gặp được thần hộ mệnh Emma và bước chân sâu vào trong đó, bạn sẽ thấy họ đang tổ chức một bữa tiệc trà. Alice trong thế giới cổ tích, một series siêu cấp dễ thương đến từ nhà MJ Studio, ra mắt ngay trước thềm trung thu. Bạn đời mình còn tưởng cái series này được remake dựa trên Alice in Wonderland cơ, nhưng mà thực ra không phải đâu. Với cảm hứng từ cổ tích thì các figure trong bộ này là một nhân vật từ hoàng gia cho tới tầng lớp thấp kém hơn trong xã hội. Mình đảm bảo là các bạn sẽ biết những nhân vật này bởi vì nó rất là quen thuộc luôn ý. Và nhân vật đầu tiên mà mình bóc được đó chính là nàng Bạch Tuyết. Theo cảm nhận ban đầu của mình thì mô hình khá là giống với nguyên tác vì em ý cũng có mái tóc đen, mặc trang phục là váy choàng xanh với nơ đỏ và điểm nhấn là vương miệng màu vàng. Không liên quan nhưng mà mới khui hộp đầu tiên mình đã cảm nhận được sự nâng cấp visual rõ rệt của MJ Studio so với những phiên bản Emma trước. Chỉ cần nhìn nhân vật chủ đề trên vỏ hộp đã thấy xinh lung linh như là thủy thủ mặt trăng rồi. Nhưng thực ra em ấy lại là Snow Queen, bà chúa tuyết. Câu chuyện cổ tích này là tác phẩm thứ 68 trong sự nghiệp sáng tác của Andersen và tạo hình nhân vật thì xoay quanh hai màu trắng và xanh, gợi nhắc về băng và tuyết. Trong cute phô mai que thì thôi, nhưng mà tay em ấy đang cầm một cây quyền trượng cực kỳ quyền lực ấy nha. Không biết các bạn thế nào nhưng mà mình rất không thích cái chi tiết cặp sừng của Emma ở những phiên bản trước, nhưng cái series này thì rất đáng để sưu tầm. Và nhân vật thứ ba chính là một cậu trai tên là Hoàng tử bé. Trong các poster phim Hoàng tử bé thì chúng ta thường thấy nhân vật này luôn xuất hiện cùng một chú cáo đúng không? Còn ở đây thì chú cáo và Hoàng tử bé đã cùng hòa vào thành một tạo hình chứ không tách rời chú cáo như
như một phụ kiện đi kèm nữa. Khúc này mình giả bộ lắc lắc tỏ ra nguy hiểm thế thôi, chứ nhân vật thứ tư chắc chắn gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Cô bé quàng khăn đỏ, trang phục không có gì phải bàn rồi đúng không? Quá giống. Cơ mà chất liệu của em này là bóng chứ không nhám như mấy phía trước, đúng kiểu kẹo ngọt đáng yêu ấy. Ngày xưa mình cũng chẳng nhớ là đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần chuyện cô bé quàng khăn đỏ nữa, quá là kinh điển. Và figure thứ 5 là một trong hai tạo hình mà mình ấn tượng nhất ở bộ này. Cô bé lọ lem Cinderella. So với nguyên tác thì mô hình này hơi khác một chút. Ngoài vương miệng ra thì em ấy còn đội khăn trùm và gáy hoa trông như là một lễ cưới. Và thực sự thì đoạn này mình chưa hiểu ý tưởng lắm nha. Và trong một thế giới cổ tích nhiệm màu thì làm sao thiếu đi được nàng tiên. Và khi nhắc đến nhân vật này thì chúng ta thường tưởng tượng ra những đốm sáng lân tinh có thể di chuyển trong không gian, nhưng khi đến gần hơn thì trông cô ấy rất hồng hào và hạnh phúc. Có thể nói tạo hình lần này của MJ Studio lột tả khá sinh động với nhân vật khi điểm xuyết đôi cánh tiên cùng với vòng hoa đội trên đầu, làm mình tưởng tượng ra mấy cảnh cô tiên bay 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 ở trong rừng. Và tạo hình thứ 7 là một nhân vật khá là lạ đối với mình chưa từng nghe qua cái tên Xuân Ca và nụ hồng đỏ. Nhưng theo cảm nhận cá nhân về mô hình thì em này khá là tối khi được họa trong tông đen và tông tím, trước ngực thì ôm một bông hồng, còn trên đầu thì có trái tim. Đây chính là hai chi tiết cực kỳ buồn trong câu chuyện này nha các bạn. Màu đỏ của trái tim được tạo nên bởi chim Xuân Ca đã hát suốt đêm dưới ánh trăng. Trong video thì mình không thể kể hết được nên các bạn có thể tìm đọc thêm nhá. Đến bốc cuối cùng rồi và mình không trúng secret các bạn ơi. Nhưng mà đây cũng là một nhân vật rất dễ thương, cô bé bán diêm. Trang phục của em ấy khá là giống nguyên tác khi mà giữ nguyên màu xanh lá cây. Bàn tay thì đang nắm chặt que diêm kìa, mắt nhắm nghiền trông buồn ơi là buồn. Ê nhưng mà trong bộ này nhân vật nào cũng nhắm mắt và khóc ý. Bên còn lại thì có hình trái tim nằm ở dưới mí. Mình thực sự không hiểu ý tưởng các bạn ơi. Vậy là thế giới cổ tích vẫn không hề hoàn hảo và trọn vẹn như chúng ta vẫn nghĩ đúng không?